Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng D, đó chính là chiếc xe Nissan Tina quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở Nissan thì có chiếc xe Tina này hạng D, còn nếu như ở Toyota thì có chiếc xe Camry, Honda thì có chiếc xe Accord, Mazda thì có Mazda 6 đấy, cùng phân khúc sedan hạng C. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Nissan Tina được sản xuất năm 2009, sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc và là cái phiên bản 2.0 quý vị và nhá. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2009, và chiếc xe này nó mới lăn bánh được 14 vạn km thôi quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng quý vị và nhá, và chiếc xe này chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tina 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tina 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu nè. Mời quý vị và các bạn.
Mm-hmm.